Hello anh em, thì hôm nay trời khá là đẹp. Mình cùng với lại Văn Đức sẽ tiếp theo cái series chợ đồ cũ. Hôm nay anh em đi săn. Hôm nay không biết là sẽ săn được cái gì luôn. Và bọn mình chào mừng mọi người đến với lại kênh của Cường Kiên Thân Vlog. Mình là Kiên, còn đây không phải tên là Thân là Đức. Ok, và chúng ta sẽ đi. Hôm nay trời rất là đẹp, anh em có thể nhìn thấy trời mây. Trời hôm nay chính xác là một hôm để đi khai quật. Ok, đi thôi. Mọi người thì hiện tại là mình đã đến chợ cây Vạn Phúc. Như anh em có thể thấy vừa nãy đi là rất là nhiều cây và mình đã dừng lại cái cột này. Đây thì chỉ cần đi một tí thôi, người ta sẽ có rất là nhiều cây cối ở đây. Rất là nhiều cây và sẽ đi ra ngoài. Ok, let's go. Anh có hàng mới về gì không? Tất cả mới cả thôi. Tất cả là mới cả cái phim. Ở đây có quần ngố. Ngố mới cả con em héo rồi. Vâng, tôi xin giới thiệu anh em, đây là một cái quần nó rất là đẹp. Em nhìn này. Nhưng mà quần đẹp nhưng vẫn phải tẩy chay bạn nhá. Không nhá. Nói không nhá. Say no. Ok. Em cả ba lỗ Converse. Thử xem thế nào. Nhìn khỏe quá. Nhìn bị khỏe quá. Nhìn nhông. Đây là một em Fila. Một em Fila màu khá là kiểu đàn ông. Đấy, kiểu hơi cũ cũ một tí. Thử vào xem trông thế nào. Nhìn lịch lão không? Rồi, người đàn ông chuẩn chỉ. Ở đây chúng ta có một con champion nữa, champion hai hen. Con này không biết là từ cái đời mà đời nhà Tống nhà Thanh nào, có một cái logo champion ở đây. Đấy, khả năng con này là real. Sao mà chất liệu với lại nhìn thì nghi cảm giác có thế. Bây giờ đi mà gặp một thằng này đi ngoài đường rồi nhỉ. Zimmer mày thấy thế nào? Em sẽ miễn bình luận. Nhìn kinh quá. Ở đây mình có một con Adidas Neo Adidas. Thì anh em mà muốn để check đi hàng hay mua hàng hay em để check được là có phải hàng view hay không, bởi vì là có rất là nhiều loại hàng khác nhau. Đấy thì anh em có thể xem tem nhé. Thì anh em nhìn những cái đường nét này, những cái đường nét mà của hàng view này, nó sẽ không có cái chuyện mà dấu chấm y mà nó lại chấm vào đầu chữ y cả, hoặc là chấm nhem nhuốc các thứ. Thì nhìn nó rất là sắc nét. Và có thêm một số đặc điểm của con này nữa. Đây anh em có thể soi cái dòng chữ mà Adidas ở đây này. Đấy, con view thì của nó thì nhìn nó sẽ rất là nét và nó nét nào ra nét đấy chứ. Đây này, chữ dấu chấm ở trên chữ y này cũng rất là vuông. Đấy. Và có thêm một cái logo ở đây nữa. Và cái con quần này mình rất là thích, bởi vì nó sẽ có những cái họa tiết kiểu thổ cẩm như này, nhìn rất là chất này. Ở phía bên trong này cũng có thổ cẩm này. Thì con quần này nếu mà vào sâu thì sẽ hết, cho nên là để mặc con quần này đẹp thì mình sẽ sắn lên, mà không biết nó vừa không. À, mặc thử và xem thế nào. Rất là cay, bởi không phải nó cứ đẹp rồi nó sẽ phù hợp với mình. Cay. Nhìn giống đi kiểu lội ruộng đi bắt cua. Đây mình có một con thêm một con Adidas nữa, anh em xem tem này. Đấy. Và ở phía bên dưới này cũng có một hình của Adidas. Và con này không biết có hợp không, nhưng mà cứ phải mặc thử mới biết được. À ngay nha. Đây, con quần này rất là thảm họa. Mà quần vú dài gần như là quần dài rồi, nhưng mà vẫn có thể fix được cái lỗi này bằng cách này, chúng ta sắn lên, cắt gấu đi, bỏ chữ Adidas đi. Cắt đi sẽ thành một con còn ngon. Và cái chất vải mình dùng rất là thích luôn. Adidas 3 mạch 23. Cất con quần này tổng cho 3 lít. 3 lít.
tiền trao cháo múc vẹn cả đôi đưa. Anh em tiếp tục về chuyến hành trình khám phá chợ Vạn Phúc. Nào anh có cảm xúc gì sau đáng đồng tiền bát gạo? Yeah. Hàng thực ra là hàng hãng mới thì nó sẽ bắt gấp khoảng độ 10-20 lần. Nãy mấy con kia mua có mấy chục một con, có mấy cái quần đắt, vải xịn quá, một lô. Kinh sợ bị thông đít. Nhưng mà nếu mà anh em còng nhau phụ nữ ấy, thì hẳn là cái người bị còng sẽ muốn được còng mãi. Ở đây nha, chúng ta còn có cái chìa khóa này. Chìa khóa ở đây để mở cái khóa, đây có mã mật mã này. Không biết cái này bao nhiêu nhỉ? Chị ơi, chị cái này bao nhiêu? Cái đấy á, 20 thì bán. 20. Có mấy cái đấy. Cái này làm gì ấy chị? Chị chẳng biết. Cái này có 400 và 600. Có rất là nhiều những cái móc chìa khóa này, Henneken everywhere luôn. Có cả một thùng to đùng, rất nhiều Henneken. Đây là bằng nhựa này, bằng nhựa sờ rất sướng tay. Henneken original, cái gì đấy? Không, em mua một cái thôi. Chưa biết là để dùng làm gì. Mua nhiều quá thì nó lại nhiều vấn đề thôi. Cái này nó là cái gì nhỉ? Chị cũng không biết là cái gì luôn, chị bán chị phải hỏi người mà có cái mặt từng trải như này này. Tìm kiếm cái đồ chơi gì nữa? Không gì tìm đồ chơi. Chẳng may gặp rồi. Đồ chơi gì nữa? Cái thứ gì nó tiếp tục sử dụng để chói đúng không? Quất quất. Đặt chân. Hello anh em. Thì ở đây là cái cọc mà nãy mình vừa mua được. Đấy, thì chúng ta sẽ ăn bóc ra xem như thế nào. Sao em cái cọc này nó chia của mình đâu mất rồi? Đây. Không thể nào mà mất đi mấy cái chia này được. Đây chia sống con. Đây, ơi, con này là bằng nhựa hay là nhôm anh? Cái này anh bằng cái tay à? Ôi đây, mình đã phát hiện này, cách sử dụng là đóng cái này vào nha. Đấy, xong ở bên cạnh này nó có một cái gạt ở đây, gạt xuống nó sẽ ở đây cả cái này nữa. Chiếc còng xay sung sướng sao nào. Thực ra là cái này cũng cần khóa không nhỉ? Cái này thực ra là không cần khóa đâu, để có thể gạt ở cái này là nó ở rồi. Đây chúng ta đóng ngay nhé. Đấy, nó sẽ ở luôn. Cáo tao. Oh. Ở đây chúng ta có thể thấy được cả đồ cổ và gốm sứ pha lê thứ hỏng. Đây có rất là nhiều sách này, em đi khắp nơi đủ thể loại, bán trên đời được cái gì cũng có, từ quần áo, giày dép, đồ cổ, đồ đề co, đồ trang trí gỗ, đồ cổ này, cả
Còng số 8 cũng có luôn. Có rất là nhiều thứ ở đây mà anh em có thể lựa chọn. Đi chợ quất được, trong đấy có cả cái cọc số 8 ở đây. Thì anh em thực sự là khi mà đi, mình rất là thích đi chợ cũ này, bởi vì là ở chợ cũ này có rất là nhiều cái món đồ mà nó là hàng tốt nhưng mà mua với giá cực kỳ rẻ. Nãy mình mua thì anh em có thể thấy mình chọn khá là nhiều đồ, mới chỉ có 3 lít, cả cái vòng này cũng chỉ có 20. Đấy thì anh em bỏ công bỏ sức ra đào bới và biết check làm nào để tìm ra được những con hàng xịn ấy. Thì anh em sẽ có những cái bộ quần áo mà nó giá rẻ nhưng mà chất lượng tốt. Đấy. Thì địa chỉ cái chợ Vạn Phúc này thì anh em có thể lên Google search một cái là chợ Vạn Phúc Hà Đông. Đấy, là nó ở quanh khu Hà Đông này. Và lần sau mình có thể sẽ dẫn đi anh em đi những cái chợ khác mà có nhiều đồ. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Peace.